Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các sở ngành huyện có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp và các chuyên gia đoàn công tác của Bộ đã làm việc với tỉnh trong thời gian qua. Ông Lê Trọng Yên cho biết thêm, tỉnh đã yêu cầu ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư, tổ chức trực ban tại công trình 24 trên 24 giờ để quan trắc, theo dõi diễn biến sụt lún, sạt trượt, vết nứt khu vực công trình đồng thời tính toán sớm nhất với kịch bản vỡ đập đường đi dòng nước ảnh hưởng đến hạ du biện pháp xả lũ công trình hồ chứa nước đảm bảo an toàn cung cấp sớm cho địa phương để tổ chức thông báo di dời người dân đến nơi an toàn ban quản lý có phương án sớm hạ thấp mực nước hồ để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố công trình xảy ra khẩn trương khảo sát tổng thể quan thăm dò địa chất đo đạc bản đồ địa hình quan trắc sự dịch chuyển nứt gãy hạng mục công trình đưa ra các phương án khẩn cấp thoát nước không để tụ thủy tích tụ khối trượt giảm thiểu tối đa sạt trượt đất tại khu vực vai phải công trình tính toán thiết kế sửa chữa khắc phục đảm bảo ổn định an toàn cho công trình và hạ du Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng giao Ủy ban nhân dân huyện Đắk Gờ Long chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố công trình xảy ra. Phía dưới đập thủy lợi Đắk Nờ Tinh còn có công trình thủy điện công ty thủy điện Mê Công 2, chủ đầu tư công trình thủy điện Đắk Nờ Ten chặn dòng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh là đơn vị quản lý nhà nước về hồ đập. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu hai đơn vị này tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ tại công trình, quan trắc theo dõi tình hình nguồn nước hồ chứa, thực hiện các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp vùng thiên tai, có các giải pháp hạ thấp mực nước hồ chứa do đơn vị quản lý để đảm bảo dung tích phòng lũ, đề phòng hồ chứa nước Đắk Nờ có tình huống xấu nhất xảy ra. Đối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa bị sụt lún, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương có phương án thoát nước mặt nước ngầm tại vị trí bị sạt trượt. Về lâu dài, cần xây dựng phương án khảo sát, đánh giá tổng thể làm rõ nguyên nhân để xử lý ngay từ đầu, không vội vàng, không bị động ứng phó, nhất là đánh giá điểm tụ thủy gây ra sạt trượt để xử lý dứt điểm. Ngày 9 tháng 8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết tình hình sạt trượt tại công trình hồ chứa nước Đắk Nờ Tinh có tốc độ chậm hơn, sự thay đổi độ rộng các vết nước, độ sụt đất không nhiều. Tuy nhiên, số liệu quan trắc công trình trong 24 giờ từ 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 cho thấy hiện khối đất vẫn tiếp tục dịch chuyển về phía công trình, đẩy toàn bộ ngưỡng tràn, hệ thống công tác trên tràn về phía đập đất thêm khoảng 10cm, vai cầu phía bên trái bị đẩy cao thêm 6,8cm. Kể từ khi ghi nhận hiện tượng sạt trượt đến nay, trang xả lũ đã dịch chuyển về phía đập đất khoảng 93cm, bị đẩy lên cao 45,2cm. Về quan trắc mức thấm trong thân đập không có gì thay đổi. Đối với vị trí sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, so với thời điểm 14 giờ ngày 8 tháng 8, chiều dài cách vết nứt không thay đổi, chủ yếu sụt lún thêm với mức độ chậm do hai ngày vừa qua không có mưa lớn, chỉ mưa rải rác. Cụ thể, tại phần đường gom vết nước, lúng lớn nhất có chiều sâu nhất là 5 m tăng thêm 40 cm, các vết nước khác không thay đổi. Sáng ngày 9 tháng 8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam về những bất ổn về địa hình, địa chất tại 5 điểm ở địa phương. Liên đoàn nhận định cả năm này đều có hiện trạng là các cung trừ nằm ở nơi giao nhau của các đứt gãy, các khu vực này đều có đặc điểm chung là bất ổn về mặt địa hình, địa chất. Ông Lê Trọng Yên khẳng định việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là quan trọng nhất, tiếp đó là việc bảo vệ an toàn cho tài sản của nhà nước đã đầu tư. Về lâu dài, đất nông phải theo dõi chặt các điểm sạt trượt và thuê các đơn vị tư vấn đánh giá, đề xuất giải pháp. Một giải pháp mang tính tổng thể là chúng ta phải đặt hàng cơ quan chuyên môn xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh, ông nói. Ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục đối với công trình hồ chứa nước Đắk Nờ Tiên, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long; đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, sạt trượt khu vực Bon Bukarad và Bon Bubirang, 14 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan chức năng tại các khu vực ảnh hưởng thiên tai thực hiện cấm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự và khu vực cảnh báo nguy hiểm, di dời toàn bộ các hộ dân chịu ảnh hưởng, tổ chức trực ban tại công trình 24 trên 24 giờ. Các cơ quan tiến hành quan rắc, theo dõi, đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nước gãy hạng mục công trình, theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh biết, chỉ đạo. Đối với khu vực công trình hồ chứa nước Đắc Nờ Tinh tại xã Quảng Sơn, huyện Đắc Gờ Long, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt, đồng thời phải tính toán lại kịch bản vỡ đập, đường đi dòng nước ảnh hưởng đến hạ du tại thời điểm hiện tại. Khảo sát đưa ra các phương án thoát nước khối trừ, giảm thiểu tối đa sạt trượt đất tại khu vực vai phải công trình hồ chứa nước Đắc Nờ Tinh. Tính toán có phương án hạ thấp mực nước hồ để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố công trình xảy ra, khảo sát, tính toán thiết kế sửa chữa, khắc phục đảm bảo ổn định, an toàn cho công trình và hạ du. Đối với công trình đường Hồ Chí Minh đạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa đang bị sụt lún, phải tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông xử lý dòng tụ thủy hình thành bên trái đường theo hướng từ thành phố Gia Nghĩa đi tỉnh Đắk Lắk có giải pháp phù hợp xử lý hạn chế tối đa nguồn nước mặt đổ về vị trí các vết nước sạt trượt, khảo sát xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sửa chữa, khắc phục tuyến đường bằng tính ổn định lâu dài để đảm bảo lưu thông không ách tắc. đối với khu vực sạt trượt Bon Bucarac và Bon Pubarang một a tại xã Quảng Trực huyện Tuy Đức có giải pháp phù hợp xử lý hạn chế tối đa nguồn nước đổ về vị trí các vết nước sạt trượt xác định nguyên nhân gây sạt trư, có giải pháp xử lý phù hợp. Về lâu dài, nghiên cứu, xem xét đề xuất bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời.